Hello. Đây. Anh em có thấy gì đây không? Đây để mình mở cái cửa đây. Đây là heo nha anh em. Đây. Con heo tiết kiệm của mình đây. 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 2k one day. Đây mỗi ngày 2k. Đây mình tiết kiệm cái con heo này hơn một tháng rồi nha các bạn. Bây giờ đây là đến ngày cuối cùng. Giờ phải chuẩn bị làm thịt heo thôi. Để mình có thể có tiền để mua camera mới, làm những video chất lượng nhất cho các bạn xem. Đây, hy vọng là các bạn có thể ủng hộ mình. Mỗi bạn một đăng ký thôi, một đăng ký và nhấn like cho video này luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào cuộc hành trình đập phá heo để coi được mình tiết kiệm được bao nhiêu trong này rồi. Kiếm tiền mua camera nha các bạn. Đây, con camera. Ok các bạn, đây con camera mình muốn mua đây. Đây các bạn, 1-5-6-5. Đây. Đây mình mới đặt luôn nha các bạn. Đây các bạn có thể nhìn đây. Con camera này rất là ngon nha các bạn. Đây mình có inbox với anh này nè. Anh làm bên Lazada. Đó, mình có trò chuyện và hỏi cam này quay được như thế nào. Đây, bữa sau cam này về rồi mình review luôn cho các bạn xem nhé. Đây, con cam này nó ngon không? Đây, giờ đến nhân vật chính của ta lại. Đây, con heo này, giờ mình sẽ phá hủy con heo. Ok các bạn, đây. Đây, con heo của tôi đây. Đây, giờ tôi sẽ phá hủy nó. Không phải, mà là sẽ đập nó ra để lấy cái số tiền trong này để mua cái con camera mà tôi. Và trước khi đập này, tôi giới thiệu cho các bạn một người bạn đang ngủ của tôi. Dây lên xuống. Hello. Xin chào các bạn. Đây. Úi, bạn phá heo của mình nhé. Đây, mình bắt gặp bạn phá heo của mình nhé. Thật. Mình ngày qua, thời gian này. Ok các bạn. Đây, giờ tôi sẽ phá hủy nó ra. Đây. Đây, em, tôi rất quý em. Mỗi ngày 2.000 thì thôi. Khi mà tôi phá hủy con này ra nha các bạn, tôi sẽ mua một con khác, tôi sẽ tiết kiệm tiền cho các bạn, tiết kiệm tiền cho con khác. Này, tôi mua con heo nhỏ cho mình có vỏ nha các bạn. Ok, và giờ tôi sẽ bắt đầu phá nó, rồi không lưu thiêu lôi thôi các bạn. Để tôi dùng cái búa này đây, búa này đập nha các bạn, đập heo nha các bạn. Ok các bạn. Tiền đây. Đây tiền đây các bạn. Đây rất là nhiều tiền tôi tiết kiệm vào đây. Rồi. Giờ tôi sẽ đếm tiền nha các bạn, được bao nhiêu nha các bạn. Đây sau một hồi đếm tiền cái này. Đây tổng số này là tôi được cỡ 200 mấy á, 250, 220 gì đó. Đây số tiền tôi tiết kiệm này, cộng với số tiền Tết của tôi nữa. Đây phải cộng với số tiền Tết của tôi. Chắc tôi phải đủ hơn 1,5 triệu để tôi mua cái con camera Canon đó. Ok các bạn. Đây tôi không có mục đích khoe tiền gì hết nha các bạn. Đây tôi chỉ tiết kiệm này thôi để tôi mua cam mới, làm những video thật là chất lượng cho các bạn xem. Đây hy vọng là các bạn có thể ủng hộ tôi. Đây đợi con Icon nó về rồi tôi sẽ đánh giá nó, dùng nó quay video mới cho các bạn xem. Giờ tôi đang quay tạo cái con điện thoại của tôi, nhưng sau này tôi sẽ cải thiện chất lượng của nó bằng cái con Icon đó. Những video tiếp theo sau này của tôi là sẽ quay bằng nó. Hy vọng là các bạn có thể ủng hộ cho tôi. Đây, cảm ơn các bạn. Bye bye.